A về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay A về danh. Xin chào tất cả các bạn học sinh thân yêu. Cô là Nguyễn Thị Điểm và cô đến từ trường dạy học trực tuyến Vietjet. Hôm nay cô rất vui khi được đồng hành với tất cả các con trong chương trình môn học toán lớp 4. Và hôm nay cô trò mình sẽ cùng nhau bắt đầu sang chương 2 và chúng mình sẽ cùng nhau học bài phép cộng. Rồi, cô mời các bạn cùng quan sát lên bảng. Trên bảng cô có một ví dụ về phép cộng. 48.352 cộng với 21.026 bằng hỏi chấm. Và chúng mình đã được học phép cộng ở lớp 3 rồi. Vậy để tìm ra kết quả cho dấu hỏi chấm này thì trước tiên cô trò mình cần phải đặt tính trước. Rồi, cô sẽ đặt tính như sau này. Chúng mình sẽ đặt số hạng thứ hai dưới số hạng thứ nhất như thế này. Làm sao để cho các chữ số cùng một hàng phải thẳng cột với nhau? Đây, chữ số hàng đơn vị này, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn và hàng chục nghìn cần phải thẳng hàng thì khi chúng mình tính mới ra được kết quả chính xác như thế này. Dấu cộng ở giữa và dấu gạch ngang ở phía dưới như thế này. Bây giờ cô cho mình sẽ cũng tiến hành cộng như khi chúng mình được học phép cộng ở lớp 3, đó là cộng từ phải sang trái và bắt đầu từ hàng đơn vị. Các bạn chú ý này, mình sẽ cộng từ hàng đơn vị trước. 2 cộng 6 bằng 8, viết 8 thẳng cột với hàng đơn vị. Tiếp theo hàng chục, 5 cộng 2 bằng 7, viết 7. Đến hàng trăm này, 3 cộng 0 bằng 3, viết 3 này. 8 cộng 1 bằng 9, viết 9. Và cuối cùng mình sẽ có ở hàng chục nghìn, 4 cộng 2 bằng 6 và viết 6. Như vậy chúng mình tìm được kết quả cho phép cộng đầu tiên bằng 69.378. Đó cũng là cách cộng tương tự mà chúng mình đã được học ở lớp 3 rồi. Vậy chúng mình sẽ có phép tính viết dưới dạng hàng ngang như sau. 48.352 cộng với 21.026 và bằng 69.378. Và cô sẽ nhắc lại phép cộng được thể hiện bằng lời như sau này. Chúng mình sẽ cộng theo thứ tự từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng đơn vị. 2 cộng 6 bằng 8, viết 8. 5 cộng 2 bằng 7, viết 7. 3 cộng 0 bằng 3, viết 3. 8 cộng 1 bằng 9, 8 cộng 1 bằng 9, viết 9. Và 4 cộng 2 bằng 6, viết 6. Chúng mình vẫn cộng giống như khi chúng mình đã được học ở lớp 3. Rất đơn giản đúng không các con? Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau sang phép cộng thứ 2 này. Cô có phép cộng thứ 2. 367.859 cộng 541.728 bằng hỏi chấm. Tương tự thì các con hãy đặt giúp cô phép tính này thành dưới dạng cột dọc để tìm ra kết quả ra nháp này. Cô sẽ vẫn đặt tính như sau. Đây. Bây giờ chúng mình sẽ thực hiện cộng từ phải sang trái này. Bắt đầu mình sẽ có 9 cộng 8 bằng 17. Chúng mình viết 7 và nhớ 1. Tiếp theo đến hàng chục, 5 cộng 2 bằng 7. Chúng mình vừa nhớ 1, bây giờ các bạn con hãy thêm 1 giúp cô. 5 cộng 2 bằng 7, thêm 1 bằng 8. Viết 8. Tiếp theo mình có 8 cộng 7 bằng 15. Viết 5, nhớ 1 này. 7 cộng 1 bằng 8, nhớ là thêm 1 bằng 9. Viết 9. Các con lưu ý là nhớ phải viết kết quả thẳng cột với các hàng tương ứng này. 6 cộng 4 bằng 10, viết 0, nhớ 1. Và 3 cộng 5 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. Như vậy chúng mình đã tìm ra được kết quả cho phép cộng này. Và chúng mình viết phép cộng dưới dạng hàng ngang như sau. 367.859 cộng 541.728 và được kết quả bằng 909.587. Và cô sẽ nhắc lại phép cộng được thể hiện bằng lời này. Chúng mình vẫn sẽ cộng phép cộng theo thứ tự từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng đơn vị này. 9 cộng 8 bằng 17, viết 7 nhớ 1. 5 cộng 2 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8. Tiếp theo 8 cộng 7 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 7 cộng 1 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1. Và
3 cộng 5 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. Ở trong phép cộng này thì cô lưu ý với các con là khi chúng mình cộng ở hàng dưới mà có nhớ, chúng mình nhớ thêm vào hàng tiếp theo giúp cô. Nếu mà quên thì chúng mình sẽ không ra được kết quả chính xác. Vậy để chúng mình có thể nhớ kỹ hơn về phép cộng thì bây giờ cô trò mình sẽ chuyển sang phần luyện tập. Cô trò mình cùng vào bài tập đầu tiên. Bài 1, đặt tính rồi tính. Ở đây chúng mình sẽ có hai phần là phần A nhỏ và phần B nhỏ, với tương ứng mỗi phần là hai phép tính cộng. Bây giờ cô trò mình sẽ cùng nhau đặt tính. Chúng mình vẫn sẽ đặt tính giống như ví dụ ở phía trước, đó là đặt tính số hạng thứ hai ở dưới số hạng thứ nhất. Đây, cô sẽ đặt tính này. Số hạng đầu tiên, phần A nhỏ mình sẽ có như sau: 4.682 cộng với 2.305 như thế này. Lưu ý là đặt tính làm sao để các chữ số cùng một hàng phải thẳng cột với nhau như thế này: hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm và hàng nghìn thẳng cột. Sau đó thì chúng mình dùng thước và gạch dưới giúp cô này thể hiện thay cho dấu bằng. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cộng từ phải sang trái và bắt đầu từ hàng đơn vị. Rồi, mình có 2 cộng 5 bằng 7, viết 7. Tiếp theo đến hàng chục này: 8 cộng 0 bằng 8, viết 8. Hàng trăm: 6 cộng 3 bằng 9, viết 9. Và cuối cùng là hàng nghìn: 4 cộng 2 bằng 6, cô viết 6 thẳng cột với hàng nghìn như thế này. Như vậy cô trò mình đã tìm ra được kết quả cho phép tính đầu tiên bằng 6.987. Rồi, chúng mình đến với phép tính thứ hai ở trong phần A nhỏ này. Ta sẽ có 5.247 cộng với 2.741. Vẫn đặt tính như vậy: 5.247 cộng này, dấu cộng chúng mình đặt ở giữa hai số hạng này, 2.741 này. Rồi, dùng thước để gạch dưới, gạch ngang này, thay ra dấu bằng. Rồi, tiếp theo chúng mình vẫn thực hiện cộng như vậy, từ phải sang trái này: 7 cộng 1 bằng 8, viết 8. Nhớ là các bạn hãy viết giúp cô là kết quả thẳng cột tương ứng này. 4 cộng 4 bằng 8, viết 8. Rồi, thẳng cột này. Tiếp theo mình có hàng trăm: 2 cộng 7 bằng 9, viết 9. Và cuối cùng hàng nghìn: 5 cộng 2 bằng 7, viết 7. Rồi, như vậy cô cho mình đã tìm ra được kết quả hay là tổng cho phép tính thứ hai bằng 7.988. Như vậy chúng mình đã hoàn thành xong phần A nhỏ. Rồi, tiếp theo chúng mình sẽ sang phần B nhỏ này, cũng hai phép tính cộng. Phép tính cộng đầu tiên này: 2.968 cộng với 6.524 này, vẫn đặt tính như vậy: 2.968 cộng với 6.524 này. Rồi, gạch dưới. Chúng mình tiến hành cộng giúp cô này: 8 cộng 4 bằng 12, viết 2 và nhớ 1 này. Viết 2 thẳng cột với hàng đơn vị và nhớ 1 này. 6 cộng 2 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. Rồi, tiếp theo đến hàng trăm: 9 cộng 5 bằng 14, viết 4 và nhớ 1 giúp cô. Rồi, 2 cộng 6 bằng 8, nhớ 1 bằng 9, viết 9. Các bạn lưu ý là khi ở hàng trước chúng mình nhớ thì chúng mình phải cộng tiếp sang hàng tiếp theo. Rồi, chúng mình đến với phép tính cuối cùng này: 3.917 cộng với 5.267. Rồi, chúng mình viết kẻ ngang giúp cô. Rồi, chúng mình tiến hành cộng tương tự này, từ phải trước hàng đơn vị: 7 cộng 7 bằng 14, viết 4 nhớ 1. Rồi, 1 cộng 6 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8. Hàng trăm: 9 cộng 2 bằng 11, viết 1 nhớ 1. Và đến hàng nghìn: 3 cộng 5 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9.
Như vậy là cô trò mình đã vừa tìm ra bốn kết quả cho bốn phép tính cộng ở trong bài tập 1 rồi. Bây giờ chúng mình chuyển tiếp sang bài tập số 2. Và bài tập số 2 yêu cầu chúng mình phải tính. Ở trong bài tập số 2 này chúng mình vẫn làm tương tự như ở bài tập số 1. Là chúng mình muốn tìm ra kết quả thì chúng mình cần phải đặt phép tính theo cột dọc. Chúng mình đến với phép tính đầu tiên, A này. 4.685 cộng với 2.347. 4.685 này cộng này, các con lưu ý là nhớ viết dấu cộng này, 2.347. Đặt tính làm sao để các chữ số cùng một hàng phải thẳng cột với nhau. Rồi chúng mình viết dấu gạch ngang và tiến hành cộng từ phải sang trái này. 5 cộng 7 bằng 12, viết 2 nhớ 1. Rồi, tiếp theo đến hàng chục này. 8 cộng 4 bằng 12, thêm 1 bằng 13, viết 3 và nhớ 1 giúp cô. Rồi, đến hàng trăm. 6 cộng 3 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 0 và nhớ 1. Rồi, thẳng hàng trăm này. 4 cộng 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. Rồi. Đến bài tập số 2 này thì chúng mình cần phải nhớ nhiều hơn, nên các bạn lưu ý là nhớ cộng tiếp vào hàng tiếp theo giúp cô. Rồi chúng mình đến với phép tính thứ 2 trong phần A nhỏ. 57.696 cộng với 814 này. 57.696 này cộng với 814. Ở đây thì là phép cộng giữa số có 5 chữ số với số có 3 chữ số. Các con lưu ý là vẫn viết làm sao để các chữ số cùng một hàng phải thẳng cột với nhau. Đây, hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm. Số hạng thứ 2 không có hàng nghìn và hàng chục nghìn thì chúng mình để trống như thế này. Rồi, viết dấu gạch ngang và thực hiện cộng này. Rồi, cũng bắt đầu từ hàng đơn vị trước này. 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 và nhớ 1 này. Tiếp theo, 9 cộng 1 bằng 10, thêm 1 bằng 11, viết 1 và nhớ 1. 6 cộng 8 bằng 14, thêm 1 bằng 15, 15, viết 5, nhớ 1 này. Rồi, ở đây đến hàng nghìn thì chúng mình thấy số hạng thứ 2 không có là 7. Và thêm 1 thì bằng 8, 1 chúng mình vừa nhớ này. Và đến hàng chục nghìn chúng mình hạ 5 xuống. Như vậy chúng mình tìm được kết quả cho phép tính thứ 2 là bằng 58.510. Rồi, đến phần B nhỏ chúng mình cũng có hai phép tính cộng này. Phép cộng đầu tiên, B nhỏ, 186.954 cộng với 247.436. Phép cộng giữa hai số có 6 chữ số này. 186.954 cộng với 247.436. Đặt tính làm sao để các chữ số cùng một hàng phải thẳng cột với nhau. Rồi, tiến hành cộng từ phải qua trái cùng với cô này. 4 cộng 6 bằng 10, viết 0 nhớ 1. Rồi, 5 cộng 3 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. 9 cộng 4 bằng 13, viết 3 và nhớ 1. Rồi, các bạn cứ thực hiện lần lượt là sẽ ra kết quả này. 6 cộng 7 bằng 13, thêm 1 bằng 14, viết 4 nhớ 1 này. 8 cộng 4 bằng 12, thêm 1 bằng 13, viết 3 nhớ 1. Cuối cùng mình có 1 cộng 2 bằng 3, thêm 1 bằng 4. Như vậy chúng mình tìm được kết quả cho phép tính cộng bằng 434.390. Rồi, chúng mình đến với phép cộng cuối cùng ở trong bài tập 2. 793.575 cộng với 6.425. Rồi, thực hiện đặt tính cộng này. 793.575 cộng này. Số hạng thứ 2 là số hạng có 6 chữ số nên các bạn lưu ý đặt tính giúp cô này. 6.425
vẫn đặt tính làm sao để các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau viết dấu gạch ngang và thực hiện cộng tương tự từ phải qua trái này. 5 cộng 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 7 cộng 2 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 5 cộng 4 bằng 9 và vẫn thêm 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1 tiếp này. 3 cộng 6 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1. Rồi, hàng tiếp theo mình có 9, thêm 1 là 10, viết 0 và nhớ 1 tiếp. Thêm 1 và 7 là 8, viết 8. Như vậy chúng mình được kết quả cho phép tính cuối cùng ở phần B nhỏ rất tròn bằng 800.000. Rồi, như vậy cô trò mình đã hoàn thành xong bài tập số 2. Bây giờ chúng mình chuyển tiếp sang bài tập số 3. Cô trò mình cùng vào bài tập số 3, một bài toán có lời văn. Rồi, chúng mình cùng đọc đề bài này. Một huyện trồng 325.164 cây lấy gỗ và 60.830 cây ăn quả. Hỏi huyện đó trồng được tất cả bao nhiêu cây? Rồi, vừa đọc đề bài xong thì các bạn giúp cô xem là đề bài cho chúng mình biết điều gì. À, đề bài cho biết là một huyện trồng được 325.164 cây lấy gỗ và 60.830 cây ăn quả. Và đề bài hỏi chúng mình là huyện đó thì trồng được tất cả bao nhiêu cây. Vậy để biết được huyện trồng được tất cả bao nhiêu cây thì chúng mình cần phải làm phép tính gì các con nhỉ? À, trồng được tất cả bao nhiêu cây có nghĩa là chúng mình phải lấy số cây lấy gỗ cộng với số cây ăn quả thì sẽ ra là tất cả bao nhiêu cây. Vậy chúng mình sẽ có lời giải cho bài toán là huyện đó trồng được tất cả số cây là. Rồi, bây giờ cô trò mình hãy cùng nhau vào bài giải này. Cô có bài giải như sau. Rồi, lời giải là huyện đó trồng được tất cả số cây là. Rồi, chúng mình sẽ có phép tính là như thế nào các con nhỉ? Lấy 325.164 cộng với 60.830, có nghĩa là số cây lấy gỗ và số cây ăn quả. Rồi, chúng mình có phép tính cộng là 325.164 cộng với 60.830 này. Rồi, để tìm ra được kết quả cho phép tính cộng hay chính là đáp án của bài toán thì bây giờ chúng mình hãy đặt giúp cô phép tính cộng này ra ngoài nháp này. Cô sẽ đặt ra ngoài nháp này. 325.164 này cộng với 60.830. Rồi, bây giờ cô cho mình hãy cùng nhau thực hiện phép tính cộng này cùng với cô này. Mình sẽ có 4 cộng 0 bằng 4, viết 4 này. 6 cộng 3 bằng 9, viết 9. 1 cộng 8 bằng 9, viết 9 này. 5 cộng 0 bằng 5, viết 5 này. Các bạn thực hiện nhanh ra ngoài nháp giúp cô nhé. 2 cộng 6 bằng 8, viết 8 này. Và hạ 3 xuống. Như vậy chúng mình tìm được số cây là bằng 385.994. 385.994 và đơn vị là cây. Rồi, các con đáp số cô này. Đáp số ba trăm tám mươi năm nghìn chín trăm chín mươi bốn cây. Rồi, như vậy là cô trò mình đã áp dụng phép cộng vào bài toán có lời văn để tìm ra được số cây mà đề bài yêu cầu, có nghĩa là tất cả số cây huyện đó trồng được là bằng
385.994 cây. Bây giờ chúng mình chuyển tiếp sang bài tập tiếp theo. Chúng mình cũng chuyển sang bài tập số 4, đó là bài tập tìm y. Rồi, ở đây chúng mình sẽ có hai phần A và B. Ở phần A thì chúng mình có là y trừ 363 bằng 975. Vậy y ở đây đóng vai trò là gì các con nhỉ? À, y ở đây sẽ đóng vai trò là số bị trừ. Và để tìm được số bị trừ thì chúng mình cần phải lấy hiệu cộng với số trừ. Bây giờ cô trò mình hãy cùng nhau đi tìm y này. Rồi, cô sẽ viết lại phần A xuống phía dưới này này. A này, y trừ 363 bằng 975. Rồi, bây giờ để tìm được y đóng vai trò là số bị trừ, chúng mình sẽ lấy 975 là hiệu, cộng với số trừ là 363. Vậy cô có y bằng, rồi, 975 này cộng với 363, mình sẽ có y bằng bao nhiêu các con nhỉ? Rồi, các bạn hãy đặt giúp cô phép tính cộng này ra ngoài nháp để tìm kết quả, xem là cô cho mình có cùng kết quả không này. Cô sẽ đặt xuống phía dưới này, 975 cộng với 363. Vẫn thực hiện cộng tương tự từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng đơn vị này. 5 cộng 3 bằng 8, viết 8 này. 7 cộng 6 bằng 13, viết 3 và nhớ 1 giúp cô. 9 cộng 3 bằng 12, thêm 1 bằng 13. Rồi, viết 13. Như vậy, y ở đây sẽ bằng 1338. Rồi, đã tìm được y ở phần A. Rồi, chúng mình tìm tiếp ở phần B này. B là 207 cộng y bằng 815. Rồi, bây giờ các bạn nhìn giúp cô xem y ở đây đóng vai trò là gì nhỉ? Y ở đây sẽ đóng vai trò là số hạng. Vậy để tìm được số hạng thì chúng mình cần phải lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Vậy chúng mình sẽ có y bằng tổng là 815 trừ đi số hạng đã biết, sẽ tìm ra số hạng chưa biết. Rồi, đây là một phép tính trừ này. Bây giờ chúng mình sẽ thực hiện phép tính trừ này ra ngoài nháp giúp cô này. 815 trừ đi 207. Rồi, ôn lại phép trừ một chút. Chúng mình đã được học ở toán lớp 3 rồi. Chúng mình sẽ thực hiện trừ từ phải sang trái và cũng bắt đầu từ hàng đơn vị này. 5 không trừ được 7, mượn 1 là 15. 15 trừ 7 bằng 8 này. Viết 8 thẳng cổ xuống này. Rồi, mình sẽ có 0 thêm 1 bằng 1, tại vì chúng mình vừa mượn 1 rồi này. 0 thêm 1 bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0 này. Rồi, ở đây mình có 8 trừ 2 bằng 6, viết 6. Vậy chúng mình tìm được y có nghĩa là số hạng chưa biết sẽ bằng là 608. Rồi, như vậy cô cho mình đã vừa hoàn thành xong bài tập số 4. Bây giờ chúng mình sẽ có một ghi nhớ như sau. Đây chính là ghi nhớ của bài học ngày hôm nay. Các bạn hãy nhắc lại giúp cô một lần nữa. Để chúng mình thực hiện phép cộng thì chúng mình cần phải thực hiện theo hai bước. Bước đầu tiên là bước đặt tính, bước thứ hai là bước tính này. Trong bước đặt tính, các con hãy đặt tính giúp cô theo cột dọc. Các chữ số cùng một hàng phải thẳng cột với nhau. Rồi, chúng mình sẽ thực hiện tính cộng từ phải sang trái và bắt đầu từ hàng đơn vị. Và nhớ sang hàng tiếp theo nếu có. Đây là phần ghi nhớ mà chúng mình cũng đã được học ở trong bài lớp 3, toán lớp 3 rồi. Vậy thì về nhà các con hãy học thật thuộc giúp cô ghi nhớ này để chúng mình có thể dễ dàng làm các bài tập liên quan đến phép cộng. Như vậy bài học hôm nay đến đây là hết rồi. Cô phải nói lời chào tạm biệt với tất cả các bạn rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học tiếp theo. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về sách.